Hả? Đúng rồi. Tao. Qua đó là tôi sẽ phải làm. Hôm nay tôi trả thù lại cho này nha. Con ăn nha không? Mẹ đi kiếm hai ta mà băng nó lại cho nó bỏ tập rồi qua nó băng này chứ gì. Hả? Kiếm không? Tao đi làm là mày ở nhà mày bị đòn cái gì? Nó quýnh mày cái gì? Hôm nay trả thù lại cho bỏ tập hai ta cho chết mẹ nó luôn. Rồi tao đi kiếm ổng nè. Nghe không mèo? Ở đây ăn nha. Cái gì mày bí mật chứ vậy? Xịt cái gì mà xịt? Cái gì nói đi, xịt. Thấy cái này cái băng keo tôi biết rồi. Trả thù vậy? Nó băng con mèo tôi, băng đủ băng cho tôi vậy chút ăn chút nè. Khó, chết mẹ mày rồi con. A few moments later. Who's up? Bởi vì quán con chi vậy? Mèo gì? Chối bà luôn.
ba nghe lời nó hướng tôi. Con mèo nó đâu biết nói ha. Ba mày bó nó ha. Là tôi nào. Ra hả? Bấm hỏng rồi nó cho nó ra hiếu. Cái bự nó ra ngoài bụng lại. Nó tung ra là nó quấn được hết. Đừng có đe. Đừng sao. Bung đi. Hả? Mày ngã rồi hả? Đùa quá. Tôi biết cái gì. Chua hả? Chua hả? Tự nhiên chơi ăn hết con hả? Tôi đang dụ cái chơi gì nè, trời ơi. Không la nữa. Tôi cọt cái miệng mày luôn nè. Bây giờ không cho mày ăn canh mà cho mày ăn gì? Nó đâu phải cá rồi. Mà bắt chuột nó ăn. Ăn con đó là chết đó. Không la. Cái da mày hết cũng ra nữa chứ da. Mày là 4-5 con trùng nè, mày la đi. Đây nè. Có tội là tội cho thằng này nè. Tội cho mày già mày nữa nè. Ừ. Đưa cho dễ quýnh nữa. Mày giỡn cho chứ trời. Mày giỡn hết trơn, mày giỡn mèo tao. Thì nó ăn không rồi rồi á, ăn chó cơm nhà suốt ngày xuống ta. Chó cơm nhà suốt ngày xuống ta. Thì chó rồi. Chó mà kêu được chó hả? Sao con không biết? Sao mà kêu đá cho chết mẹ nó luôn. Đá nó như lẫn đá mẹ ha. Để hô lá cho chết mẹ nó luôn. Băng hả? Cái này là của nó thọ. Thọ không tao. Thấu dưới đây này luôn. Bữa nay ông ăn gì không dám quýnh nó hả? Nhá thôi. Không có trẻ hù à. Không có trẻ hù. Mày hôm qua mày chung kệ với tao mà hôm nay mày quýnh tao. Có đâu. Có nè. Sao còn phá nữa không? Còn chứ. Còn hả? Làm kêu chích cha đó. Thôi từ nay là không phá nữa. Phá nhiều rồi chứ không phá nữa đâu. Phá hết hả? Thằng mập thì nghe mày bán tao nghe mày. Mưa mẹ. Đi đâu vậy? Đi hỏi cho con. Hằng chung ra rồi. Chung ra.
trời đất ơi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên. Mày lấy con dao mày cắt cho tao coi gì bơ nha. Cho lỗi em. Có lỗi gì nữa. Chăm nghe cho em, chăm nghe thả anh ta ra. Chăm nghe, chăm nghe. Rồi, ok. Rồi, đánh cho má. Mưa. Ok mọi người. Bây giờ nha, hãy cho nhớ nha, đợi sau hai ca sẽ trả thù các bạn đợi nha. Hôm nay hai ca bị hả bị con nha.